cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình Thời sự tối nay thứ hai ngày 9 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giao ban Ủy ban Nhân dân tỉnh về một số nội dung quan trọng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác tiêu thoát nước, khắc phục hậu quả sau bão. Các địa phương, ngành điện và viễn thông tích cực khắc phục sau bão. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chủ trì phiên họp giao ban các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương. Nội dung được nhiều ý kiến tham gia thảo luận là tờ trình dự thảo đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ hiệu Hưng Yên, Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, đổi tên thành Trường Cao đẳng Hưng Yên trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu đề nghị làm rõ hơn các đặc điểm, nội hàm của việc sáp nhập, tránh sáp nhập theo kiểu cơ học. Cũng cần cân nhắc tính toán việc kết hợp cả cơ sở thực hành giáo dục phổ thông từ cấp mầm non đến trung học phổ thông trong mô hình Trường Cao đẳng Hưng Yên sau sáp nhập. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh việc sáp nhập 3 trường này là yêu cầu bắt buộc theo tinh thần nghị quyết số 19 năm 2027 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 là về cơ bản trên địa bàn cấp tỉnh chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập. Sau khi sáp nhập vào thì các trường vẫn giữ nguyên mục tiêu, chức năng nhiệm vụ thì khối nào vào khối đó. Cao đẳng y trước đây ấy, thì ta vẫn có cái mục đào tạo điều dưỡng viên này, các loại y dược kể cả nghề cũng thế, đào tạo bán dẫn rồi điện điện tử thì vẫn giữ nguyên. Rồi cao đẳng cộng đồng trước đây thì đào tạo khối giáo viên dạy mầm non rồi cấp 1 rồi cấp 2 vẫn giữ nguyên, thành lập rồi cấp 3, cấp 1, cấp 2 tính trong. Phiên họp cũng xem xét về việc ban hành đề án xác định chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện DDCI trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện và lần đầu tiên công bố chỉ số DDCI, nhưng vẫn còn một số tồn tại hạn chế như một số tiêu chí chưa quy định rõ ràng, dẫn đến khó lượng hóa để đánh giá cho điểm. Đối tượng đánh giá chưa đầy đủ phù hợp, vì vậy cần phải rà soát sửa đổi bổ sung để khắc phục những tồn tại hạn chế này. Bên cạnh đó, phiên họp cũng xem xét cho ý kiến về việc ban hành quy định về xác định chỉ số cải cách hành chính và bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính. Ban hành quy định tiêu chí tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác tiêu thoát nước, khắc phục hậu quả sau bão cho diện tích hoa màu và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. Tại các điểm kiểm tra, cánh đồng trồng cây ăn quả, trạm bơm xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, trạm bơm Trà Phương 3, huyện Ân Thi và khắc phục sự cố lưới điện thuộc địa bàn thị trấn Ân Thi, đồng chí Nguyễn Hùng Nam biểu dương Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Điện lực Hưng Yên, Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục sự cố sau mưa bão để đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, vận hành các trạm bơm tiêu thoát nước, khắc phục tình trạng ngập úng sau mưa bão. Đồng chí biểu dương lực lượng quân đội, công an đã hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục thiệt hại sự cố thiên tai. Tuy nhiên, hiện tại một số diện tích cây ăn quả vẫn ngập úng, chưa kịp tiêu thoát nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung tiếp tục khắc phục sự cố, cung cấp điện ổn định và vận hành các trạm bơm để kịp thời tiêu thoát nước, cứu vãn diện tích cây ăn quả và hoa màu. Lực lượng chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau mưa bão. Các địa phương quan tâm, động viên, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai về cây trồng, vật nuôi để các hộ sớm ổn định cuộc sống. Cơn bão số 3 đổ bộ đã làm nhiều diện tích cây trồng, cây bóng mát trên địa bàn huyện Văn Giang và thành phố Hưng Yên bị thiệt hại. Ngay sau khi bão tan, các đơn vị, lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn các địa phương đã tích cực khắc phục hậu quả do bão gây ra. Gia đình anh Khương ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang có hơn 500 gốc quất cảnh để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán năm nay. Nhưng do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, khiến cho vườn quất của anh Khương ảnh hưởng nặng nề. Ngay sau khi cơn bão đi qua, anh đã cùng gia đình chằng buộc lại cây và triển khai công tác chăm sóc lại từ đầu.
nó đè xuống nó gặp những cái gãy những cái tán này. Cái chậu to này thì nó chỉ bị nai cây thôi, những cái chậu nhỏ là bị gãy, mấy cái lu là nhiều khi nhiều vỡ phải thay cái lu khác, mình lại phải chăm sóc lại, phải xử lý lại. Không những riêng gia đình nhà mình mà là toàn thể khu vực anh em làm quất cảnh huyện Văn Giang nói chung là cũng thiệt hại tương đối nhiều. Thì năm nay nó thiệt hại như này, có khả năng thì cây quất nó xấu hơn, bán nó sẽ không được tiền bằng năm ngoái. Theo thống kê, toàn huyện Văn Giang có gần 5.000 cây xanh đã bị nghiêng, bị đổ do bão. Đến sáng nay, việc khắc phục cây xanh bị đổ gãy vẫn đang được các đơn vị khắc phục. Do có nhiều cây lớn, số lượng cây nhiều nên việc khắc phục sẽ phải thực hiện trong vài ngày tới. Đồng thời, huyện cũng phát động phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường sau bão. Theo thống kê thì có khoảng 250 cây xanh trên các tuyến đường huyện bị đổ và gãy. Và sau khi cơn bão số 3 đi qua thì Hạt Giao thông và Môi trường đã huy động 100% cán bộ, công nhân của Hạt tiến hành trăng chống cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường huyện được thông suốt. Bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại trên địa bàn thành phố Hưng Yên, trong đó có khoảng 1.000 cây xanh đô thị gãy, bật gốc, 16 cột điện và 1 cột đèn bị đổ. Các đơn vị lực lượng chức năng của thành phố đã nhanh chóng tập trung nhân lực, thiết bị để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Các tuyến đường có cây xanh gãy đổ nhanh chóng được thu dọn, đảm bảo an toàn giao thông. Với nhiều vùng cây ăn quả bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, sáng ngày 9 tháng 9, sau khi bão tan, người dân huyện Khoái Châu đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tại vùng cây ăn quả, xã Đại Tập, Tân Châu, Tứ Dân, hàng trăm hecta chuối tiêu hồng phục vụ Tết đã bị gãy đổ hoàn toàn. Hàng trăm bộ cây bưởi, rau bầu đều bị rụng, dập nát. Nhiều hộ trồng hơn chục mẫu chuối cũng mất hàng tỷ đồng sau thiệt hại. Bà Phạm Thị Nga, thôn Ninh Tập, xã Đại Tập cũng chịu ảnh hưởng, nhiều diện tích chuối phục vụ Tết bị mất trắng. Là chăm đến bây giờ cũng 60-70.000 một buồng để chuối vào Tết. Mà bây giờ gió bão thì thiệt hại là không còn một cây nào. Có nhà thì dăm 70 mẫu rồi, 20-30 mẫu cũng có. Cùng chung thiệt hại, các diện tích bưởi phục vụ Tết đều đã rụng quả đầy vườn, khiến nông dân thiệt hại nặng nề. Cứ mỗi năm chúng tôi đấy là thu được vào khoảng độ 4.000 quả. Bão gió này là mất hết. Mỗi năm là chúng tôi thu được từ 40 đến 50 triệu. Đấy, năm nay thì mất trắng như thế này là gia đình thiệt thòi quá. Tôi cũng đang đi thống kê gấp cho thôn nhà. Tất cả là toàn chủ yếu là cây trồng. Nên là cái thiệt hại của thôn Ninh Tập là rất là lớn. Theo báo cáo sơ bộ trên địa bàn huyện Khoái Châu, thiệt hại trên 1.500 hecta cây ăn quả, 630 hecta lúa đổ, hoa cây cảnh thiệt hại 114 hecta, rau bầu 526 hecta. Đặc biệt bị sạt lở bờ sông Hồng, khu vườn chuối điểm giáp thôn Ninh Tập, xã Đại Tập dài khoảng 100 m, và một điểm sạt lở thuộc thôn Kiến Châu, xã Tân Châu dài 30 m, rộng 10 m. Huyện Khoái Châu đang chỉ đạo các xã kiểm tra, rà soát, chủ động thu dọn, khắc phục những diện tích thiệt hại và tập trung khôi phục chăm sóc cây trồng để bị ảnh hưởng và trồng mới cây trồng. Với tinh thần cảnh giác cao độ, chuẩn bị kỹ càng và tuân thủ khuyến cáo quy định của lực lượng chức năng, nên khi bão số 3 đổ bộ, huyện Kim Động không có mất mát về người, nhưng thiệt hại về tài sản hoa màu là rất lớn. Công tác khắc phục hậu quả đã bước sang ngày thứ hai, vẫn còn nhiều ngổn ngang. Bão tan, mưa đã tạnh, trời thì cũng đã hửng nắng lên. Thế nhưng những ngổn ngang của cơn bão số 3 thì vẫn còn hiện hữu rõ ràng ở nơi đây ạ. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại lồng bè cá ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động ạ. Nơi đây thì chỉ sau một đêm, người chủ lồng bè này đã mất đi hàng trăm triệu đồng bởi những con sóng của cơn bão đã cuốn đi hơn 2 tấn cá cùng nhiều tài sản khác của gia đình. Mặc dù đã gia cố lồng bè, chằng chống bè đuôi, song cường độ bão quá lớn, hướng đi khó lường, nên đã xé rách các bè, sóng mạnh tràn vào cuốn đi cá, kèm nhiều tài sản của gia đình. Hiện chủ bè nuôi đang tiếp tục gia cố, giữ số lồng bè còn lại trước nguy cơ nước dâng cao trong những ngày tới. Mất 1 tấn cá lăng, đã đến mùa thu hoạch từ 3 đến 4 cân, và 1 tấn cá nheo từ 5 đến 7 cân. Bão quánh tan mất 4 lồng và đám mất 3 cái thuyền.
Theo giả soát, trên 80% diện tích chuối nằm ở ngoài vùng bãi của huyện Kim Động đã bị gãy đổ, không thể phục hồi. Ngay sau khi mưa tạnh, bà con đã xuống đồng dọn dẹp thân cây lá và tàn dư sau bão và chấp nhận một năm thất thu chuối Tết. Nhà có một mẫu thiệt hại 100%. Người nông dân chúng tôi chỉ trông chờ mỗi cái cây màu này mà trông chờ cái chuối này đến Tết. Thế bây giờ hiện tại bây giờ phá hủy 100% này, quay lại đến Tết là thất thu 100%, không còn được. Hiện các địa phương trên địa bàn huyện đã huy động lực lượng dọn dẹp, cắt tỉa hệ thống cây xanh bị gãy đổ, không còn đoạn tuyến nào bị tắc nghẽn. Ngành nông nghiệp đã khẩn trương vận hành 33 trạm bơm chống úng ngay sau khi được cấp điện để điều tiết nước các diện tích lúa không xảy ra ngập úng cục bộ trên toàn huyện. Huy động toàn bộ lực lượng, quân sự, công an, cấp ủy chính quyền của các thôn tập trung khắc phục hậu quả, phát quang cây cối đổ gãy ở trên toàn bộ các tuyến đường. Các hộ mà không may bị tốc mái thì cũng sẵn sàng lực lượng để giúp bà con nhân dân. Về hệ thống lưới điện, bão số 3 đã gây mất điện diện rộng trên địa bàn huyện. Sau 3 ngày, một số khu dân cư, xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn chưa được đóng điện, khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn. Đến 12 giờ ngày 9 tháng 9, toàn huyện có 170 trên 230 trạm biến áp sinh hoạt, 25 trạm biến áp công nghiệp đã được khắc phục. Đến thời điểm này, toàn bộ nhân lực vẫn tiếp tục tập trung xử lý sự cố. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ cấp điện lại toàn bộ những cái trạm biến áp phục vụ dân sinh. Hiện song song với việc đôn đốc đồng hành cùng nhân dân trong dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão, huyện Kim Động cũng tập trung kiểm tra, rà soát thiệt hại cụ thể rõ ràng để sớm có giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp kịp thời giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, liên quan khắc phục sự cố công trình điện sau cơn bão số 3, đến 15 giờ chiều nay ngày 9 tháng 9, ngành điện Hưng Yên đã chuyển sang khắc phục những sự cố phân đoạn trên lưới điện hạ thế, chủ yếu liên quan điện cấp riêng lẻ gặp sự cố trong các khu dân cư. Mặc dù 100% trạm biến áp phục vụ dân sinh đã được cấp điện, nhưng vẫn còn một số khu vực đơn lẻ, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa có điện lưới quốc gia do sự cố được phân đoạn và ưu tiên xử lý theo cấp. Đây là hình ảnh đội quản lý vận hành tổng hợp số 1 điện lực Phú Tiên tiến hành khắc phục sự cố hệ thống dây dẫn truyền tải điện hạ thế 220V đến các hộ dân tại thôn Tân An, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử. Mặc dù xử lý đã trên 3 giờ đồng hồ, nhưng lực lượng chỉ có 3 cán bộ công nhân với việc đo, kiểm tra điện trở và thay cáp xoắn trên 3 km. Phần việc như thế khiến cho việc khắc phục không nhanh như mong đợi. Ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã đến khu vực đường dây hạ thế bị ảnh hưởng do mưa bão và tổn thương dây và dây đứt rất nhiều đoạn. Nên chúng tôi đã cố gắng khắc phục làm sao càng sớm càng tốt nhất. Thì trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ đóng điện lại được cho bà con nhân dân. Tương tự tại xã Tam Đa, huyện Phù Cử, tổ quản lý vận hành tổng hợp số 2 đang khắc phục sự cố đường dây hạ thế cấp cho trên 60 hộ dân tại đây cũng miệt mài làm việc trên 4 tiếng để cố gắng hoàn thành và cấp điện cho các hộ có điện sử dụng. Chúng em đã thực hiện cái công việc ở đây là bắt đầu từ lúc 6:30, khối lượng công việc sự cố xảy ra trên đường dây hạ thế này nó nặng. Chúng em cố gắng hết sức khắc phục tốt nhất, nhanh nhất để đảm bảo cấp điện lại cho người dân. Và dự kiến cái thời gian hoàn thành nó rơi khoảng tầm từ 15 giờ đến 16 giờ chiều ngày hôm nay ạ. Theo nguồn tin cấp từ Công ty Điện lực Hưng Yên, đến 15 giờ ngày 9 tháng 9, đã có 100% trạm biến áp với 132 trạm biến áp bị sự cố sau bão đã được khắc phục và sửa chữa xong và cấp điện trở lại. Hai lưới điện cao thế và trung thế đã được khắc phục xong hoàn toàn trong cuối ngày hôm qua, ngày 8 tháng 9. Hiện chỉ còn khoảng dưới 10% khu dân cư toàn tỉnh đang thuộc những phân đoạn được ngành điện chủ động ngắt nguồn do đứt hoặc đoạn mạch khiến cho việc cấp điện cho khu dân cư trở lại chậm. Theo đó, số hộ chưa được cấp điện trên địa bàn tỉnh tương đương từ 15.000 đến 30.000 khách hàng. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại Hưng Yên, một số trạm BTS đã bị gãy đổ, nhiều tuyến truyền dẫn cáp quang bị đứt, gây gián đoạn thông tin. Các nhà mạng viễn thông đã tập trung tối đa lực lượng, làm việc xuyên đêm để ứng cứu, nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm khắc phục hậu quả sau bão, đồng thời hỗ trợ người dân giúp hoạt động liên lạc được thông suốt.
Theo thống kê từ Viettel Hưng Yên, bão số 3 đã làm gãy đổ hai cột anten, đứt 123 tuyến truyền dẫn cáp quang, gây gián đoạn thông tin 227 vị trí. 12.300 thuê bao Internet bị mất kết nối. Ngay trong đêm 7 tháng 9, Viettel Hưng Yên đã thành lập 20 đội khắc phục sự cố truyền dẫn, 40 đội chạy máy phát điện, ứng cứu thông tin, huy động trên 280 nhân sự tham gia ứng cứu thông tin, khắc phục sự cố trong và sau bão. Đến chiều ngày 9 tháng 9, hai cột anten đã được dựng lại, chỉ còn 50 tuyến truyền dẫn cáp quang cần khắc phục, các thuê bao Internet dần được kết nối lại. Dù công tác dự báo và phòng chống được triển khai sớm và toàn diện, nhưng sức mạnh khủng khiếp của cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại không nhỏ đối với VNPT Hưng Yên. Đã có 35 trạm di động bị gián đoạn, 124 tuyến cáp bị đứt, khoảng 300 cột bê tông bị gãy đổ, trên 6.000 thuê bao Internet mất tín hiệu. Ngay sau khi mà bão ngớt gió, VNPT Hưng Yên đã tổ chức ngay các đội ứng cứu trên toàn địa bàn tỉnh để đi khắc phục tất cả các sự cố ở trên địa bàn, và 100% quân số của VNPT Hưng Yên tham gia khắc phục sự cố từ khi có bão cho đến hiện nay và không kể ngày đêm. Cùng với huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng chống cơn bão, các đơn vị viễn thông đã tăng cường ứng dụng công nghệ giúp phát hiện và điều hành củng cố kịp thời các vấn đề của mạng lưới thông tin liên lạc phục vụ người dân. Dù đã huy động tối đa lực lượng khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, nhưng một số trường học vẫn chưa đảm bảo an toàn để đón học sinh trở lại trường. Trong ngày hôm nay, thì các nhà trường sẽ hoàn tất các phần việc cuối cùng để ngày 10 tháng 9 học sinh đi học trở lại. Bão số 3 khiến khoảng 500 m2 mái tôn tại điểm trường A của trường tiểu học Phùng Hưng, huyện Khoái Châu bị tốc mái. Sân trường ngập nước, nhiều phòng học bị tràn nước, thấm nước, ảnh hưởng đến thiết bị đồ dùng học tập. Ngay sau khi bão tan, nhà trường đã huy động 100% giáo viên phối hợp với phụ huynh và địa phương để khắc phục thiệt hại sau bão. Qua kiểm tra xác định vẫn chưa đủ điều kiện để đón học sinh trở lại học tập vào ngày 9 tháng 9, nhà trường đã xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu cho học sinh tạm nghỉ học để tiếp tục hoàn thiện công tác khắc phục thiệt hại. Hai bên sân là vẫn còn ứ nước, mà cái hệ thống thoát nước thì nó cũng hơi chậm một chút. Trong cái quá trình tháo dỡ tấm tôn còn có một số những cái đinh ốc vít rơi sân trường, sợ các em đi qua lại dẫm vào chân thì cũng gây ra cái mất an toàn cho học sinh. Buổi sáng mùng 9 tháng 9, chúng tôi sẽ huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tổng vệ sinh trường lớp thật sạch sẽ và rà soát tất cả các yếu tố đảm bảo an toàn và sẽ đón học sinh tới trường vào chiều ngày hôm nay ạ. Trường mầm non Thuần Hưng, huyện Khoái Châu cũng bị tốc mái phòng học. Dù đã cơ bản hoàn thành công tác khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp, thu dọn mái tôn vương vãi, nhưng ngày 9 tháng 9, nhà trường vẫn chưa thể đón trẻ trở lại trường. Nguyên nhân chính là do vấn đề mất nước, mất điện, ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Đặc thù của cấp học mầm non là ăn bán trú tại trường thì rất cần đến điện và nước. Thế mà hiện nay là nhà trường mất điện và nước cho nên là không đảm bảo cho việc là ăn bán trú tại trường của trẻ. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hùng An, huyện Kim Động, cả hai điểm trường đều bị tốc mái, hư hỏng cửa sổ, nước tràn, thấm vào phòng học. Đến nay điểm trường trung học cơ sở đã khắc phục xong thiệt hại do bão. Khoảng 400 học sinh đã trở lại học tập bình thường. Những lớp bị ngấm nước được bố trí học tạm tại các phòng bộ môn. Đối với điểm trường tiểu học, thiệt hại nặng nề hơn nên ngày 9 tháng 9, học sinh vẫn chưa thể tới trường. Nhà trường cũng đã thuê thợ xử lý, mái tôn nó còn vương vãi, cố gắng để khắc phục. Ngày 10 tháng 9 thì các cháu sẽ quay trở lại trường. Phương châm nhà trường thì khi học sinh đến trường là phải an toàn. Bão số 3 đã khiến hàng chục trường học bị tốc mái, cửa kính vỡ hỏng, nhiều cây xanh bị đổ gãy. Các nhà trường đã khẩn trương khắc phục thiệt hại. Ngày 9 tháng 9, vẫn còn hai trường ngoài công lập là Trung học Phổ thông Hồng Bàng, huyện Yên Mỹ, Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Greenfield, huyện Văn Giang chưa thể đón học sinh trở lại trường. Đối với các trường công lập, hiện còn một điểm trường tại huyện Kim Động, hai điểm trường tại huyện Khoái Châu cho học sinh nghỉ học trong sáng 9 tháng 9. Đến nay, các trường đã hoàn tất công tác khắc phục, sẵn sàng đón học sinh vào ngày 10 tháng 9. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.